Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ giới thiệu một bộ kinh điển trong kinh điển, Ba Chàng Ngốc. Farhan Tokon và Zazu Gầy có thi đậu vào học viện cơ khí hoàng gia tốt nhất Ấn Độ, bạn cùng phòng của bọn họ tên là Janso. Truyền thống ở đây là học sinh mới phải cởi quần để các anh khóa trên đóng dấu lên mông thể hiện sự thần phục, nhưng Janso lại không chịu bị đóng dấu, vì thế cậu ấy chạy vào phòng ngủ để trốn. Mấy ông khóa trên không phá được cửa thì hô hào sẽ tiểu vào cửa. Janso lấy buộc chiếc thìa vào tấm gỗ, buộc vào dây điện rồi cắm dưới cửa. Kết quả, thanh niên đi tiểu lên đó bị điện giật ngã xuống đất kêu la thảm thiết. Sau đó hiệu trưởng nói chuyện với học sinh mới, nói tại đây mỗi năm có 40.000 học sinh ghi danh, chỉ có 200 người thi đậu, nói đây là thế giới chọn lọc tự nhiên, còn nói con trai ông ta thi 3 năm rồi vẫn chưa đậu được. Ông ta còn lấy ra một chiếc bút, nói rằng đó là bút không gian có thể viết trong môi trường không trọng lực, là thứ các nhà khoa học bỏ ra mấy triệu đô để nghiên cứu được. Nói rằng chiếc bút đó là biểu tượng cho sự xuất sắc, do hiệu trưởng của ông ta truyền lại cho ông ta, bảo ông ta sau này giao lại cho học sinh xuất sắc nhất. Không ngờ Janso giơ tay, vậy tại sao phi hành gia không dùng bút chì để viết, thế thì tiết kiệm được mấy triệu đô rồi. Mọi người cười lớn, hiệu trưởng không có lời gì để nói. Khi lên lớp, giáo sư bảo Janso đặt định nghĩa cho thiết bị máy móc. Janso nói thứ tiết kiệm sức lực chính là thiết bị máy móc, ví dụ như công tắc, điện thoại, máy tính, thậm chí là khóa quần. Nhưng giáo sư không hài lòng, vì thế tên mọt sách trả lời, cái gì mà cấu trúc vật chất, cái gì mà chuyển đổi năng lượng, cái gì mà chuyển động đòn bẩy, nói cả một đống. Vì thế giáo sư rất hài lòng, nhưng Janso nói dạy học phải nói đơn giản dễ hiểu, chứ không phải học vẹt. Kết quả bị giáo sư đuổi ra khỏi phòng học. Vì thế cậu ấy lẻn vào phòng học khác nghe giảng, cho dù là lớp của sinh viên năm nhất hay năm tư cậu ấy đều nghe được. Hơn nữa cậu ấy cứ thấy máy móc là tháo dỡ, nhưng có phải thứ không lắp lại được. Có lần một sinh viên năm 4 thiết kế máy bay không người lái, chỉ là chưa bay lên được một cách ổn định, nhưng hiệu trưởng nói thứ đồ chơi đó không bay lên được cũng không thực dụng, thế nên tôi không cho cậu tốt nghiệp được. Sinh viên năm 4 đau lòng vứt chiếc máy bay vào thùng rác, nhưng Janso nhặt chiếc máy bay đi và tiến hành cải tạo, nói rằng muốn dành tặng cho đàn anh năm 4 một bất ngờ. Cuối cùng dựa vào thiên phú và nỗ lực, cuối cùng cũng làm cho máy bay bay lên được. Cậu ấy vui vẻ điều khiển máy bay đến trước cửa sổ phòng đàn anh năm 4, định dành tặng bất ngờ cho cậu ta. Không ngờ nhìn thấy đàn anh năm 4 treo cổ rồi. Ông bố già đau lòng khóc than, Janso tức giận nói với hiệu trưởng ông ép chết anh ấy, chỉ là cảnh sát không có chứng cứ thôi. Nhưng hiệu trưởng nói học sinh không chịu được áp lực sao có thể trách người khác. Nói tôi quản lý trường học này 32 năm rồi, xếp hạng từ 28, thăng lên thứ nhất toàn quốc. Không ngờ Janso nói thế có ích gì. Tư tưởng mới, phát minh mới không được xem trọng, chỉ quan tâm thành tích, không quan tâm việc dạy học. Hiệu trưởng tức giận kéo Janso đến lớp học, bảo cậu ấy dạy học cho học sinh. Janso viết hai từ đơn trên bảng đen, bảo các học sinh tìm ra nghĩa của hai từ này trong vòng 30 giây. Vì thế học sinh, bao gồm viện trưởng bắt đầu điên cuồng lật sách, nhưng hoàn toàn không tìm thấy. Cuối cùng Janso nói hai từ này do cậu ấy bịa ra đấy. Nói rằng khi mọi người gặp kiến thức mới không thể hiện sự hứng thú và theo đuổi, mà điên cuồng chìm đắm và đấu đá, vô hình chung áp lực tăng lên nhưng lại không học được thứ gì, nói rằng đại học không phải là nồi áp suất. Vì thế hiệu trưởng tức giận viết thư cho phụ huynh Farhan và Zazu, nói con của các người không nên kết bạn với Janso, cứ tiếp tục như thế thì hư người. Vì thế bố Farhan nói với Janso nhà chúng tôi cần kiệm, không dễ gì nuôi dưỡng được Farhan, cậu đừng làm hại Farhan nữa. Mà bố của Zazu nằm liệt giường, chị gái không có chồng vì không có của hồi môn, mẹ không ngừng than thở cuộc sống khó khăn, còn dùng chày cán bột gãi ngứa cho chồng, sau đó tiếp tục dùng chày cán bột có dính lông tiếp tục cán bột, hai người xém chút nôn ra rồi. Ba người chưa được ăn no đều rất đói. Janso nghĩ ra một ý kiến tồi, đến một hôn lễ giả làm khách mời để ăn uống no say. Janso nhìn thấy một người đàn ông có tiền, trên đồng hồ của bạn gái vừa quê vừa rẻ tiền, bảo cô ấy đừng đeo nữa. Vì thế Janso đi sang đó khuyên cô gái đừng cưới người đàn ông có tiền đấy, nói đối phương chỉ biết đến tiền. Cậu ấy còn cố ý đổ tương lên giày đối phương. Đối phương lập tức la lên, cậu làm hỏng đôi giày 3.000 đô la cô tôi rồi. Còn cô gái nói với Janso cậu nói đúng lắm, nhưng bố tôi không đồng ý, cậu có thể khuyên bố tôi được không? Janso vui vẻ đồng ý, không ngờ quay đầu nhìn lại, bố của cô gái lại là hiệu trưởng. Hiệu trưởng tức giận gọi Zazu và Farhan đến phòng làm việc, nói tiền lương một tháng của bố Janso là 25 triệu rupi, còn tiền lương một tháng của bố Farhan là 25.000 rupi, còn nhà Zazu chỉ có 2.500 rupi. Nói rằng các cậu không chơi được với cậu ta đâu, sau đó kiến nghị bọn họ chuyển đến phòng của tên mọt sách, nếu còn chơi với Janso chắc chắn sẽ khó mà tốt nghiệp. Vì thế Zazu nói nhà mình khó khăn, không chịu nổi giày vò nên chuyển đến phòng tên mọt sách. Không ngờ tên mọt sách cha tu vì để tăng trí nhớ mà thường xuyên dùng thực phẩm chức năng, dẫn đến việc đánh giám siêu thối, làm Zazu muốn chết đi sống lại. Mà cha tu vì thành tích tốt còn được chọn là người phát biểu trong ngày nhà giáo. Cậu ta không dành tiếng Ấn Độ, vì thế nhờ quản lý thư viện giúp mình viết một bài văn tiếng Ấn ca tụng công đức. Janso lén lút sửa chữ cống hiến thành chữ chơi đùa. Lúc phát biểu, cha tu nói hiệu trưởng 32 năm nay vô tư chơi đùa học sinh, trêu đùa rất nhiều học sinh. Nói sau khi chúng ta tốt nghiệp cũng phải dương cao lá cờ trêu đùa người khác. Kết quả viện trưởng tức muốn điên lên. Cha tu buồn bã uống nhiều rượu, nói với Janso rằng tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy cách học của tôi rất hữu dụng. Chúng ta đánh cược, 10 năm sau chúng ta gặp nhau tại đây, xem cậu thành công hay là tôi. Một ngày nọ, con gái của hiệu trưởng,
kia, đuổi theo Giang-sô chất vấn vì sao lại để hiệu trưởng bị bôi nhọ trong ngày nhà giáo. Giang-sô nói thứ bố cô mở là công xưởng, không phải trường học. Ông ta sản xuất ra một đống hàng hóa bỏ đi, giống như bạn trai của cô vậy. Anh ta chỉ thích địa vị của bố cô và nghề bác sĩ của cô, thực ra anh ta không hề quan tâm đến cô. Thấy Pia không tin, cậu ấy tháo chiếc đồng hồ đắt tiền người bạn trai giàu có kia mua cho Pia xuống, nói dối rằng làm mất đồng hồ rồi. Quả nhiên bạn trai giàu có kia nổi trận lôi đình, trách Pia làm mất chiếc đồng hồ 400.000 rupee của anh ta. Pia hoàn toàn buông bỏ, trả đồng hồ lại cho người bạn trai giàu có, bảo anh ta đi tìm người khác đi. Lúc này Giang-sô nhận được điện thoại nói rằng bố của Jaju bệnh tình nguy kịch, vì thế cậu ấy nhờ Pia giúp đỡ. Pia tức giận nói, cậu gây rối ở đám cưới chị tôi, vừa mới gây xích mích giữa tôi và vị hôn phu, còn làm bố tôi tức đến mức ngày nào cũng uống thuốc giảm huyết áp, tôi lại đi giúp cậu cứu người. U là trời. Nhưng 2 tiếng rồi xe cứu thương vẫn chưa đến, vì thế Giang-sô lái xe máy đưa bố Jaju đến bệnh viện, may mà kịp thời đưa đến, bố Jaju được cứu. Jaju rơi nước mắt, vô cùng cảm kích. Giang-sô nói mẹ của cô chắc chắn rất đẹp. Pia hỏi vì sao? Giang-sô nói bố cô trông như con khỉ đột vậy, chắc chắn cô giống mẹ. Pia cười, nhưng cô ấy lại thích Giang-sô rồi. Ba người nhóm Giang-sô ở lại bệnh viện canh bệnh, kết quả đến muộn giờ thi nửa tiếng, thế nên nộp bài muộn. Giáo sư nói các cậu nộp bài muộn quá, tôi không nhận nữa. Giang-sô nói ông có biết bọn tôi là ai không? Giáo sư nói không biết thì làm sao? Thế là Giang-sô đột nhiên lật tung toàn mớ bài thi lên, giáo sư hoàn toàn không phân biệt được là của ai. Đến ngày thành tích được ông bố, Fahan đứng thứ nhất, Jaju đứng thứ hai, nhưng là từ dưới đếm lên. Còn Chatu đứng thứ hai, còn vị trí thứ nhất lại thuộc về Giang-sô không thấy học hành bao giờ. Khi chụp ảnh tốt nghiệp, người đứng đầu ngồi cạnh hiệu trưởng, Giang-sô vẫn không quên lên lớp viện trưởng, nói cách sắp xếp theo thành tích thế này rất không ổn. Hiệu trưởng tức trợn tròn mắt. Giang-sô nói biết vì sao tôi đứng thứ nhất không? Bởi vì tôi luôn tích cực. Cậu ấy nói với Fahan, cậu thích chụp ảnh động vật, cậu nên làm nhiếp ảnh gia chứ không phải là học cơ khí. Nhưng Jaju nói tôi rất thích cơ khí, nhưng vì sao tôi cũng làm bài không tốt. Giang-sô nói áp lực từ bối cảnh gia đình của cậu quá lớn, áp lực quá lớn học hành sẽ không tốt. Nhưng Fahan nói, cậu nói tôi không có dũng khí, không phải cậu cũng thế, không có dũng khí tỏ tình với Pia sao? Kết quả nhân lúc say rượu, Giang-sô chạy đến nhà Pia, nhảy qua cửa sổ để đi vào tỏ tình. Nói đi xe máy với cô là thời khắc vui vẻ nhất của tôi. Còn nói tôi thường nằm mơ nhìn thấy cô đi xe máy, mặc váy cưới, cởi mũ bảo hiểm ra, hôn tôi. Nhưng mũi của chúng ta cứ chạm vào nhau, cứ thế tôi tỉnh dậy. Không ngờ người phụ nữ đó đột nhiên nói hôn nhau không bị chạm mũi đâu. Hóa ra người đó là chị của Pia. Còn Pia quở trách, nói 4 năm rồi mới tỏ tình với em. Còn Giang-sô nhìn chiếc bụng lớn của chị gái nói, cháu lớn lên phải làm việc mình thích. Nếu như ông ngoại cháu uy hiếp cháu, cháu cứ đặt tay lên ngực nói mọi chuyện đều ổn. Không ngờ cậu ấy nói mọi chuyện đều ổn, đứa bé trong bụng liền đạp loạn xạ. Còn Fahan và Jaju uống say, tiểu vào thùng thư của hiệu trưởng. Kết quả hiệu trưởng chạy ra xem, nhìn thấy mặt của Jaju. Sau đó hiệu trưởng muốn đổi học Jaju, nói trừ phi cậu nói là Giang-sô làm, tôi sẽ không đổi học cậu. Jaju không muốn bán đứng bạn bè, càng sợ bị đuổi học, kết quả nhảy lầu tự sát. Cậu ấy được nhanh chóng đưa đến bệnh viện, nhưng cứ hôn mê không tỉnh. Bác sĩ nói cần gọi cậu ấy tỉnh lại, thế nên đám người Giang-sô ngày nào cũng tìm mấy chuyện kích thích để gọi Jaju tỉnh lại. Nói bố cậu ấy bình phục rồi, nói cậu ấy không bị đuổi học nữa, còn dùng phi tiêu ném vào hình đầu viện trưởng. Cuối cùng Giang-sô nói Fahan đồng ý cưới chị cậu rồi, hơn nữa không cần của hồi môn. Lần này cuối cùng Jaju cũng bình phục, mọi người đều mừng rỡ rơi nước mắt. Sau đó đã đến ngày tìm việc làm, Jaju buông bỏ gánh nặng tâm lý, đi phỏng vấn. Kết quả đã được người phỏng vấn nhận vào làm. Còn Giang-sô gửi tác phẩm nhiếp ảnh của Fahan cho nhiếp ảnh gia động vật hoang dã mà Fahan rất thích. Nhiếp ảnh gia gửi thư mời Fahan đến rừng nhiệt đới Brazil chụp ảnh, còn trả lương cho cậu ấy. Giang-sô cổ vũ Fahan về nhà nói thẳng với bố. Cuối cùng Fahan lấy hết can đảm nói chuyện với bố, nói con làm nhiếp ảnh gia tuy không kiếm được nhiều tiền như kỹ sư cơ khí, nhưng con rất vui. Ông bố bị thuyết phục, bán chiếc laptop đi để mua cho Fahan một chiếc máy anh chuyên nghiệp. Hai bố con ôm nhau khóc. Hai người được Giang-sô thay đổi cuộc đời, bọn họ xúc động cúi người với Giang-sô. Giang-sô cũng nước mắt trực trào, nhưng bọn họ còn phải trải qua kỳ thi cuối kỳ cuối cùng nữa. Hiệu trưởng cố ý ra đề thật khó, muốn bọn họ không tốt nghiệp được. Đi trộm chìa khóa của bố, bảo Giang-sô đi trộm đề. Giang-sô trộm đề đưa cho Jaju, nhưng Jaju nói bây giờ tôi không sợ nữa, tôi sẽ thi đậu thôi. Kết quả hiệu trưởng phát hiện bọn họ trộm đề, vì thế ba người đều bị đuổi học. Bị trách bố, nói rằng em trai con không chịu nổi áp lực từ bố nên mới nhảy lầu tự tử, đó không phải là sự cố ngoài ý muốn. Hiệu trưởng nghe thế ngẩng người ra. Sau đó Pia chạy đến bệnh viện, còn chị gái thì đột nhiên sắp sinh, nhưng mưa quá lớn, xe hơi bị mắc kẹt trên đường không thể di chuyển được. Giang-sô đang cuốn gói về nhà, sau khi thấy ba người thì lập tức đưa chị gái đến bàn bóng bàn ở trường học, mở video call nghe theo chỉ dẫn của Pia để sinh con, nhưng chị gái hết sức rồi không sinh đứa trẻ ra được. Pia gấp gáp nói bắt buộc phải dùng công cụ để hút ra, còn cho Giang-sô xem hình ảnh công cụ đó. Xui một cái nữa là trường đột nhiên mất điện, vì thế Giang-sô thể hiện uy lực, bảo mọi người tháo rất nhiều bình ắc quy xe ô tô ra, sau đó dùng thiết bị biến lưu do mình phát minh ra liên kết với bình ắc quy, sau đó lấy bóng hút cắt ra, buộc vào máy hút bụi, làm thành miệng hút đơn giản, còn lắp thêm đồng hồ áp suất. Theo chỉ dẫn của Pia, điều chỉnh lực hút, cuối cùng quả nhiên đứa trẻ đã được hút ra rồi. Mọi người đều reo hò vui vẻ, nhưng đứa trẻ lại không khóc, chị gái cuống đến mức khóc to.
Gia Du bảo chị gái đọc nhầm, mọi chuyện đều ổn, để giảm bớt căng thẳng. Không ngờ đứa trẻ lại động đậy, vì thế mọi người đều bắt đầu hộ mọi chuyện đều ổn. Kết quả đứa trẻ cuối cùng cũng khóc thành tiếng rồi. Viện trưởng xúc động ôm cháu trai, nói con lớn lên muốn làm cái gì thì làm cái ấy, phải làm điều mình muốn làm. Sau đó viện trưởng gọi Gian Sô lại, đưa chiếc bút không gian cho cậu ấy, nói cậu là sinh viên xuất sắc nhất. Nhưng phi hành gia không dùng bút chì vì bút chì gãy ra sẽ bị hút vào phổi, gây tổn thương. Tuy cậu thông minh nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Cuối cùng ba người cũng thuận lợi vượt qua cuộc thi, bọn họ tốt nghiệp rồi. Nhưng khi các học sinh ăn mừng lễ tốt nghiệp, Gian Sô lại lặng lẽ lên xe rời đi, từ đó bạt vô âm tín, ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chớp mắt đã 10 năm trôi qua. Hôm nọ Pha Han nhận được cuộc điện thoại từ cha Tu, bảo tìm được Gian Sô rồi. Pha Han lập tức tìm đến Gia Du, rồi tìm về trường xưa. Quả nhiên nhìn thấy cha Tu. Cha Tu nói 10 năm trước tôi và Gian Sô đánh cược, xem ai sẽ thành công hơn. Bây giờ tôi đã có vợ đẹp, còn có căn nhà xa hoa giá trị 3 triệu 5 đô la, còn mới mua chiếc Lamborghini. Tôi muốn cho các cậu thấy tôi thành công rồi. Pha Han và Gia Du tức giận, hỏi cậu ta rốt cuộc có biết Gian Sô đang ở đâu không? Cha Tu nói Gian Sô đang ở Himla, vì thế ba người lái xe đến Himla. Bọn họ nghe ngóng được về căn nhà xa hoa của Gian Sô, nhưng không ngờ người đàn ông lạ mặt đó tên là Gian Sô, nhưng không phải là Gian Sô. Và bọn họ còn phát hiện trên tấm ảnh tốt nghiệp, vốn dĩ người ngồi bên cạnh viện trưởng là Gian Sô, nhưng lại đổi thành người đàn ông lạ mặt kia rồi. Hai người ngơ ngác hỏi cha Tu rốt cuộc làm sao biết được Gian Sô đang ở đây. Cha Tu nói thư ký của cậu ta sắp xếp cho cậu ta đến đây gặp mặt, ký kết hợp tác với một nhà khoa học. Cô thư ký đó chụp một tấm ảnh selfie, vô tình chụp được một góc mặt Gian Sô. Vì thế hai người không ngơi nghỉ, chạy đến nhà người đàn ông lạ mặt, cướp lọ cho cốt của bố anh ta, nói muốn đổ vào bồn cầu. Người đàn ông lạ mặt sợ quá, cuối cùng cũng nói ra sự thật. Cậu ta nói mình mới là Gian Sô thật, còn Gian Sô mà Pha Han bọn họ quen là con trai của nhân viên nhà anh ta, tên Ang Du. Ang Du học rất giỏi, cực kỳ thông minh, vì thế bố của Gian Sô thật bảo Ang Du giả danh thành Gian Sô để đi học, sau đó thi vào học viện cơ khí, mục đích là chiếc bằng tốt nghiệp đó. Ông ta muốn thoát khỏi tình cảnh nhà có tiền nhưng không có văn hóa. Ang Du cũng hứa rằng sau khi tốt nghiệp sẽ cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè, mai danh ẩn tính. Đó là nguyên nhân sau khi tốt nghiệp, Gian Sô không từ mà biệt. Nhưng Gian Sô thật nói, Ang Du luôn nói sẽ có hai tên ngớ ngẩn đến tìm mình, nói cậu ấy rất nhớ các anh đi tìm cậu ấy đi, cậu ấy đang ở một ngôi trường ở Ladakh. Vì thế ba người lập tức lái xe đến Ladakh. Cha Tu vui vẻ hơn nữa, nói Gian Sô bây giờ chỉ là một tên giáo sư nghèo thôi à, tôi là phó giám đốc của một công ty đá ngầm, cậu ta hoàn toàn không thể so với tôi. Nhưng bọn họ đột nhiên nhớ ra Pia, cảm thấy nên đưa Pia theo cùng. Vì thế lại quay xe trở về đi tìm cô ấy. Không ngờ hôm nay là ngày cưới của Pia, đối tượng kết hôn vẫn là người bạn trai giàu có. Vì thế Gia Du giả làm chú rể, cổ vũ Pia đi tìm Gian Sô. Cuối cùng Pia và hai người lái xe bỏ trốn mà hiệu trưởng lại không hề đuổi theo. Sau đó bọn họ đến trường học ở Ladakh mà Gian Sô đang cùng những đứa trẻ trên máy bay. Cậu ấy đột nhiên nhìn thấy Pia lái xe máy, mặc váy cưới đi đến, y hệt như trong giấc mơ. Nhưng Pia lại bước đến cho cậu một bạt tay. Sau khi cô biết Gian Sô vẫn chưa có bạn gái, lại phấn khích nhào vào hôn cậu. Pha Han và Gia Du bước đến, đánh Gian Sô một trận trước, sau đó bạn bè ôm chặt lấy nhau. Cha Tu tự nhiên sỉ nhục Gian Sô một tràn, nói tiền tiêu vặt của con trai tôi còn cao hơn lương của cậu. Sau đó cậu ta nói mình phải đi ký hợp đồng triệu đô với nhà khoa học Ang Du, hợp đồng này cực kỳ quan trọng, nói Ang Du có hơn 400 phát minh. Không ngờ Gian Sô nói với cậu ta tôi chính là Ang Du. Cha Tu ngơ ngác, liên tục xin lỗi, cầu xin Gian Sô ký hợp đồng làm ăn này với mình, nếu không cậu ta sẽ bị công ty đuổi việc. Cuối cùng, hạnh phúc là khi ăn món mình thích, lấy người mình yêu, làm điều mình muốn. Một buổi sáng thức dậy, bạn hãy tự hỏi mình rằng bạn sống có vui không? Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta có cùng câu trả lời không vui, hoặc rất do dự khi đưa ra câu trả lời. Bởi mỗi người luôn có nhiều nỗi lo lắng thường trực, và cũng không biết từ bao giờ lo lắng đã trở thành một nút thắt không thể tháo trong cuộc sống chúng ta. Hy vọng tất cả mọi người được thành công trong sự nghiệp, tình yêu được như ý mình. Được rồi, hẹn gặp lại mọi người vào video sau.